Bệnh zona thần kinh mà dân gian hay gọi là bệnh dời leo do cùng một loại virus gây bệnh thủy đậu gây nên. Theo thống kê gần đây, bệnh càng phổ biến, số ca tăng cao do già hóa dân số. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho biết cứ 3 người lớn sẽ có một người bị zona. Bệnh tuy không bùng phát thành dịch nhưng biến chứng rất nguy hiểm. Theo các nghiên cứu đã được công bố, có đến 90% trẻ em và gần 99% người lớn phơi nhiễm với virus thủy đậu. Virus sẽ trú ngụ trong những hạch thần kinh. Sau đó, khi cơ thể bị suy giảm hệ miễn dịch, virus này sẽ tái hoạt động gây ra bệnh zona thần kinh. Người cao tuổi dễ mắc bệnh zona thần kinh hơn người trẻ do đáp ứng miễn dịch suy giảm, đồng thời mắc nhiều bệnh nền kèm theo. Tuy nhiên, gần đây, bệnh cũng gia tăng ở giới trẻ, nhất là những người thường xuyên gặp áp lực trong công việc và cuộc sống. Các chuyên gia nhận định, vaccine zona thần kinh bên cạnh vaccine thủy đậu sẽ hoàn thiện lá chắn miễn dịch, giúp người dân tăng cường phòng bệnh. Vaccine có thể phòng ngừa zona thần kinh lên đến 97% ở người từ 50 tuổi, đến 87% trên người từ 18 tuổi bị suy giảm miễn dịch do bệnh lý, đặc biệt giảm biến chứng đau thần kinh sau zona và các biến chứng khác hơn 90%.